là ám chỉ cho là ông thần chủ á, thần chủ thế giới á. Tôi nói sao? Khi mà Đức Phật á truyền bí mật Thiền Tông rồi, cản liền, không cho ông làm cái câu thứ hai, người thứ hai, thì ông nói là tôi nó thật công á, là tôi muốn ra giờ nào ra ông làm gì được tôi gì cũng biết, mấy ông lại gần tôi, nhưng mà tôi muốn đem một số đệ tử tôi về Phật giới, không cho, thông cảm cho đi. Ở bây giờ lúc này lúc đó được 700-800 triệu người thôi nữa, tôi đem có 2-3 người có gì đâu mà ông thấy nghĩ ấy. Thì ông thần chủ thế giới đồng ý, nhưng mà ông nói câu này rồi ông để đi, ông mà ông lên mấy ngày này đi rồi mà máu còn mấy người theo ta đó, theo ta hết, tôi theo theo đấy. Và sự thật mục đích của ông á, viết cái tập quyền ký này trước đó 1 năm rồi, thì bây giờ ông sợ Ma Dương biết, Ma Dương biết là bảo ông làm sao ông thoát được cái điều này, thành ra ông phải lò ông mới truyền đi, đừng là ông truyền cái này cái quyền ký này đi cho đến đời Phật pháp mới phổ biến được. Vì cái thời này á, bởi sao tại sao mà người ta ấy ta cho cái này là vì ông Ma Dương ông sợ súng, ông sợ đạn bắn cái rầm ông mất hồn, bây giờ dám không, bây giờ nào đó, thì bây giờ cái trí con người thông minh lên cao ổng mới dám. Nhưng mà giờ công bố quyền ký là thì đệ tử ổng cản, à tôi nói đệ tử ổng cản, nên nhớ một điều, quyền ký ra là ổng đệ tử ổng cản, mà đệ tử ai là thôi quý vị biết cho tôi cũng ai tôi cũng nói. Đã con hỏi tiếp đi. Dạ con cảm ơn soạn giả Nguyễn Nhanh đã trả lời những câu hỏi mà con vừa đặt ra. Dạ, còn cái vị nào xin? Nam mô mười phương chư Phật, Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa bác Nguyễn Nhanh, kính thưa ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu, kính thưa quý vị Phật tử chùa Thiền Tông Tân Diệu cùng quý quan khách có mặt ở pháp hội hôm nay, kính thưa bác Nhân, con cháu có 3 câu hỏi như sau, xin bác giải thích giúp cháu. Câu 1, cháu thấy một phù điêu ở sân chùa có ghi từ thuở xa xưa tại phòng nghi lễ nơi cõi trời Đâu Xuất, thời gian này trời thường hậu quân là chúa Đức Phật Nhiên Đăng làm lễ thọ ký cho thái tử Thường Hậu Minh. Nhiều đời sau tại nước Ca Tỳ La Vệ khỏi Nam Diêm Phù Đề, sẽ thành Phật hiệu Thích Ca Văn, đến đời mạt pháp gọi là Thích Ca Mâu Ni. Vậy sự tích này từ đâu có? Cháu mới nghe danh từ Thích Ca Văn, bác có thể giải thích giúp cháu. Cái danh từ Thích Ca Văn này, này thì ngày xưa đó thì người ta nói, nhưng mà nó lưu lại bây giờ còn cái chứng minh đó, thì tất cả kinh pháp bảo đàm cái quyển nào mà ngài, tất cả cái quyển mà lục tổ Huệ Năng nói về tất cả các Phật quá khứ trong trái đất này, thì trong đó có Thích Ca Văn. Thích Ca Văn là tức là Thích Ca Mâu Ni ngày nay bây giờ, cái đầu tiên là cái danh từ ông gọi là Thích Ca Văn trong kinh pháp bảo đàm, chứ không phải là sao. Mà trong huyền ký cũng nói gì rõ này, nhưng mà nếu mà nói trong huyền ký thì không được, bởi vì luật cái phần này chưa công bố ra. Thì giờ cứ tìm lại cái kinh pháp bảo đàm mà nơi lục tổ Huệ Năng nói về mấy chục Phật quá khứ đó, là cái ông sau cùng là Thích Ca Văn đạo này nè, là Thích Ca Mâu Ni. Trước ở đó là gọi là một ông Phật mà Ca Diếp á, là trước rồi tỳ phú tỳ bà si gì nó vòng vòng đó. Tôi có kể trong cái quyển nào đó, tôi có nói hết cái một loạt mấy chục ông Phật này, nhưng mà lâu quá tôi không nhớ, nhưng mà phải lục hồ sơ là tôi mới nhớ. Rồi thì anh cứ tiếp tục hỏi. Dạ, cháu hỏi câu 2. Cháu thấy chùa Thiền Tông Tân Diệu có một đặc biệt là không nhận tiền và của Phật tử. Như vậy tiền của ở đâu
mà bác có thể xây dựng chùa Thiền Tông Tân Diệu như ngày hôm nay? Thì cũng nên nói là tôi nhận tập truyền ký là 60 năm về trước, và tôi có hứa là tôi sẽ xây chùa, là xây dựng cái chùa này. Nhưng mà nên nhớ là hồi đó hứa chắc cũng hứa đại thôi, chứ tôi không biết là có xây nổi không. Tự nhiên là hứa, tự nhiên là ví dụ bằng thần khẩu hải sắp hàm á. Thành ra sau khi tôi bắt đầu tôi chuẩn bị có số tiền đó, là tôi xây cái chùa này là thì có 5 lượng vàng thôi. Tôi để dành được 5 lượng vàng mà tôi đang gửi bằng ngân hàng. Thế tự nhiên cái ngày đó đó, cái tự nhiên ông Ứng bà Hành thì tôi lấy ra tôi mua vàng, tôi không đỡ ngân hàng nữa. 3 tháng sau tôi chuẩn bị xe này, cái vàng nó lên gấp đôi lên, tự nhiên tôi được 10 cây à. Rồi về cái chùa này đó, trời ơi cây cỏ đông quá trình tôi không biết nói sao. Tôi tính tôi đốn đi, ai về có thằng cháu á, nó lại nó nói mấy cây này mắc tiền lắm, 40 ông bán đi. Tôi nói nếu được còn bãi được thì bán, nó cũng tốt. Nó qua Bình Dương nó kêu bán là 23 cây, mỗi cây 30 triệu. Thành ra nó có cái trụ mà tiền thầy thì để có cây, bây giờ mới hiểu được cái chuyện này. Còn tôi á, nay đứng là tiếp tục tôi làm và xây cái chùa này là nay đúng 10 năm rồi. Tới giờ còn dở dang thì cũng giờ qua năm 11 thì nó đúng. Nhà tôi chữa răng với trồng răng bao nhiêu tôi đủ ăn, bao nhiêu tôi hứa vô chùa hết. Mà tôi không biết sao tôi làm răng tắt quá chừng đi à, mà hết là chùa ế nhẹ luôn đó. Thì nói cho biết tiền đó là tôi nguyên cái gốc đó đó. Tự nhiên tôi có được 5 lượng vàng trên trời rơi xuống, rồi tự nhiên có mấy trăm triệu, mấy chục, mấy gốc cây mà tiền thầy thì đỡ có cây. Bây giờ tôi đốn ra, tôi báo tôi về, tôi nằm tôi nghĩ tôi mới thích cười. Thời đó tôi tưởng là bà để ra đâu á. Tôi nói thì cái cây sau cùng tôi bán lại cái chỗ này nè, là tôi kêu 25 triệu hôm nay mua. Thế từ cái bữa đó tôi xây cái Thiền Tông Phật Đài tới cái bữa nó hết tiền đi, tôi còn thiếu 40 triệu nữa. Tôi về tôi ngồi ở đây tôi chết rồi, kiểu này phải đi dai đi. Mới về tới nhà cái thằng ở Bình Dương nó xuống hỏi chú Nhân bỏ mấy cây mà con thấy còn chú này có định bán không? Tao nó bán hỏi chưa bán nhiều, tao không biết mày trả nhiều tao bán nhiều. Nó đòi 45 triệu, tôi nói tôi mừng hết. Cái con liễu nhà cháu này tôi nói vợ trên chùa có ai nhỉ? Nó có cô liễu đứng đây đưa tiền đó luôn. Tao kêu nó lên trên xã làm cho cái giấy là tao bắt chùa bán cái cây để chở đi để người ta nó mở nó ăn cắp ha. Thì cũng nói biết đó, thì tất cả những cái gì nó đến nó dường như nó hơi lắm ha. Chứ nếu mà bữa hổm không có này chắc tôi đi phải đi dài á. Tới Khánh Thành cái bữa năm 2012 là cái là Khánh Thành này, còn mấy bữa Khánh Thành rồi phải bán được cái này rất mừng. Sau đó từ từ tôi có tiền tôi mới xây cái này. Thì nói cho biết thì thôi, xin mời hỏi tiếp đi. Cháu xin hỏi cô bà, cháu thấy miếng đất bên cạnh chùa bác dự định xây gì đó để mở rộng thêm, bác có thể nói rõ hơn dự định bác trong tương lai sắp tới? Cái miếng đất này thì nó phải 3.000 mét vuông. Bây giờ tôi đang làm cái móng bên kia đó, làm đặt 10 cái móng rồi, tôi đặt cái hầm cầu luôn. Là tôi dự định á, tất cả những vị ở đây gần ở xa nếu muốn về tu ở đây gần, tôi tặng cho cái là tôi làm giấy tờ đàng hoàng, à, tôi tặng tôi cho. Còn ở giữa miếng đất thì tôi đang chuẩn bị là đang xin phép á, thứ tư này đóng cọc là tôi xây một cái ngôi nhà để ở, rồi để làm một số công chuyện nữa mà tôi không nói được cái này. Bề ngang 16 thước và dài 36 thước, tôi dự trụ là xin 5 tầng nhưng mà có thể xin 3 tầng hoặc 4 thôi. Để chi? Để mai mốt mà có tiền lên nữa chứ mình xin 5 tầng mà xin 3 tầng mốt lên 5 nó chịu. Và bây giờ mình xin 5 nhưng mà dự trụ là tôi sẽ lên tới 3 hoặc 4 tầng. Nó cho biết để chi? Để sống, để về đây sống là một. Thứ hai nữa là tôi âm thầm phổ biến cái này. Vì cái này nó lấp tư. Thì tôi nói thật, nếu dự định tôi xây được cái này rồi thì tôi sẽ xin phép là cái bảo tàng Thiền Tông. Đó là cái mục đích của tôi muốn làm như vậy. Đó thì thôi, tôi hỏi tiếp đi. Cháu xin hết. Thì muốn
nên nắp lại đó. 10 miếng đất đó, chứ bây giờ tôi dự trù cái miếng đất này khoảng 2 gần 3 cái lần là tôi đi vòng, tôi xây vòng, rồi còn cái ở giữa là cái nhà giữa đó, thì cứ mỗi cái nền đó là 5 thước rưỡi, 5 thước, rồi bên đây là 6 thước, 5 thước đó, thì một thì dự trù mà thì một lầu, mà một lầu nếu mà bây giờ ở xã cho bảo á, nếu mà cắt mà không đúc á thì nó cho không 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 nói gì hết, còn nếu đúc phải xin hết thì cũng nói cho bà con biết, nếu ai về ở đây thì sẽ có cái muốn ở đây gần chùa thì cứ về cắt bà mai nha. Tôi nói thiệt cái giá cắt nó không dưới 100 triệu, không trên 100 triệu đâu, tôi đã nghiên cứu rồi, nó nói cho biết thì muốn về ở đây ạ. Tại vì sao, là vì tôi khi tôi qua đời rồi thì tất cả thế hệ sau nấu tiếp, chứ tôi đâu sống hoài đây mình nữa. Thì bây giờ trong này nó có cái ban quản trị, thì cái ban quản trị hiện giờ là 30 mấy người đó, 34 người đó, thì làm ở trong này. Tôi có mời giáo hội, ở thầy nào mà tu biết tu truyền tâm tôi có mời vô, cũng vô ban quản trị ra, rồi ban quản trị mới đề bà ông làm gì, chứ không phải ông vô đây ông không biết, ông không ra làm cai quản không được. À, bây giờ anh người nào có tài chức, có cái tài cái cách nào á thì làm, ví dụ anh có ngoại giao được hoặc là anh làm gì thì cắt cho từng người, rồi người nào nấu cơm được thì nấu cơm, còn người nào giao ngoại giao bên ngoài giao nha. Thì trong cái ban quản trị hiện giờ ban quản trị cũng đã sắp xếp ổn định rồi, nếu mà khi tôi qua đời thì ban quản trị tiếp tục thì cái chùa này nó mới tồn, còn không nó đốt luôn á, nếu nghe là quản trị vợ dở dở luôn nó đốt cái chùa luôn á. Giờ mời bạn tiếp. Còn ai có thắc mắc thì xin mạnh dạn hỏi tiếp. Dạ, cho con hỏi là cái ban đầu của Phật tánh là gì ạ? Cái ban đầu của Phật tánh là gì? Trong cái trong Phật giới nó có cái ý, cái ý này thì nó hằng thấy hằng nghe hằng nói hằng biết, nó nằm ở trong đó đó, nhưng mà nó nằm cái đó thì nó không có, thì cái điện từ quang nó bao cái này lại, thì cái điện từ quang bao này gọi là Phật thánh á, thì nó mới không hiểu không rồi. Cái ý là thấy nghe nói biết, điện từ quang nó trùm lại nó trở thành là một cái Phật tánh, cái hình của Phật tánh. Mà Phật tánh ở trong cái Phật giới thì nó có hai loại thôi, mình nói hai loại. Một là tánh Phật, là nó rất nhỏ, giống như mình nói thì nó giống như cái trứng con cá đi ha, hoặc là con cá nhỏ xíu đi. Còn cái kim thân Phật á thì nó lớn như con cá ông cá voi vậy đó. Đó mình phải hiểu như vậy. Vì thế mà cái con cá quá nhỏ đó nó hỏi chứ tại sao mà ông lớn như vậy, tôi có chút xíu. Thì ông này ông nói muốn ai thì vô trong loài người á, mượn thân người tạo công đức về đây y tôi, lớn hơn tôi cũng. Đó vì thế đó mà tánh Phật mới tò mò vào đây. Thì khởi đầu nãy cô gì nói đầu tiên, thở xưa tánh Phật vào đây, mượn thân tứ đại nên gây luân hồi, thiền tông công bố ra rồi. À, Phật gia là người trợ giúp phổ ra, đó là cái công đức của Phật gia này nó mới gây. Nhưng mà tôi xin kể nha, trước khi mà bà mất á, thì tôi hỏi vậy chứ, bà thấy cái gì? Bà nói thấy ông bà cha mẹ lên rước cũng vậy. Tôi nói hồi đó tôi đã nói rồi, muốn về Phật, muốn vô dòng tộc thì luân hồi chứ. Bây giờ đã có công đức nhiều, muốn về Phật giới thì những cái chuyện gì tôi nói thì nghe. Mà khi tôi nói thật là khi mà gần mất thì hậu đầu tôi ra tôi nói về dòng tộc. Rồi ở đây tôi biết tôi nói tự nhiên cái lắc đầu.
tự nhiên đầu nóng, nóng thật nóng rồi. Tôi nói tôi là giải thoát. Đó tôi nói bây giờ mình kinh nghiệm nè. Nên nhớ mà ai mà có công đức rồi, công đức thật nhiều trên đầu rất nóng. Còn công đức ít nó cũng nóng ít, nhưng mà mình cái cương quyết mình muốn về là không. Nên nhớ cái chỗ này là chỗ đặc điểm của thiền tông. Muốn giải thoát là phải đi vào con đường đó. Bởi vì trong cái sách thứ nhất là đánh giải thoát mặt mắt sinh thiên nè, là cái chỗ này nè. Tim là người, ngực làm thần là nằm ở chỗ này. Đó, thành ra tất cả những người tu khi mà kệ nè, ghế nghiệp mình mà nghiệp mà nó quậy kể nào kể nó. Tôi biết đường giải thoát, chấp nó quậy. Đâu có sợ gì đâu. Đó vậy mà là con người tu thiền tông phải hiểu ở chỗ này. Rồi con mà hỏi tiếp đi. Khi mà mắt mà rơi vào trung tâm lưng hồi ở ngoài, cái tiếng rơi đó, nó còn cái tiếng gì nữa không? Làm trở ngại. Bây giờ tất cả những người tu thiền tông mà chỉ có cần một muốn cái chí tu thiền tông thôi, thì cái mảng mà gọi là sáu con đường đi luân hồi ở trên tam giới đóng lại liền. Nha, nó đóng lại. Nhưng mà về sau á, nếu mình nó có lường gạt ở chỗ này là do thần rồi. Còn tất cả những người mà có công đức không cần lớn thì phải chú ý cái này nè. Mình muốn về Phật giới phải lãi nha, phải hiểu cái công thức của nó. Thì sau đó là, nếu mà tu thiền tông có công đức rồi thì chỉ còn hai con đường mở cho mình đi thôi. Một, dòng tộc, trở về dòng tộc. Hai, là giải thoát. Vì mấy con đường kia đã đóng rồi, con đường cái đường mà quả trời đã đóng rồi. Nhưng mà trước khi người ta chết và là có giấc ngủ, sau đó người ta mở mắt ra. Nhưng mà trước khi người ta chết á, ta vừa thấy cái cảnh á nha, cái cảnh nào thì nó sẽ biểu hiện trước rằng mình sẽ đi con đường đó. Mà mình muốn đi không thì bây giờ mình, nếu mà tu thiền tông mà hiểu được rồi đó, khi mình nhắm mắt mình mở mắt ra là mình ngủ á, mình trở ra thì nó có cái cảnh này, cái cảnh mà gọi là hào quang giả đó. Chú ý cái chỗ này, khi mình mở mắt ra mà thấy cái hào quang là cái đó là cái hào quang đó là cái công đức của mình, nó phát ra, nó phát từ đỉnh đầu á, nó đi ra cái hào quang. Vì thế mà ông Phật và ông Chúa gì đó, ông có cái hào quang là do cái này nè. Nhưng mà người ta không hiểu, tưởng đâu ông có thành thông, chính là cái công đức ông nó phát ra. Mà trong cái hào quang đó, nó có cái giới hạn. Nên nhớ là tại sao cái hào quang có giới hạn, nó không đi luôn, là gì á, là cái giới hạn này là nó nằm ở trong cột, nằm trung ấm thân, cái đó cái giới bọc trung ấm thân. Mà nếu mình mất ra, mình đã cái khi mà tứ đại mình nó lặng ngắt rồi đó, thì nó sẽ đi ra thì mình sẽ còn thấy được một cái chỗ là cái hào quang đó thôi nha. Thành ra nếu mà dùng đọc qua thấy cha mẹ bà cha mẹ thì đứng chào thôi, đừng có nhậu vô là dính á. Rồi nó thôi để con giải thoát rồi thì được chờ đó. Ở đó tự động nó rơi. Nên nhớ còn cái hào quang mà nó phát ra, mà trong cái hào quang nó có cái hình ảnh là bốn thần đó. Ông thần đó ông đưa ra, ông phụ đưa ra cho mình biết á. Ông lừa mình mà. Mình nếu mà thấy đó được không nói gì. Ổng làm gì làm, nhưng mà nếu mà trường hợp mà cái hào quang mà có cái hình ảnh nó không rơi được, nó không dướng lại. Còn khi mà cái hình ảnh nó tan mất rồi đó, tự động nó rơi. Nên nhớ là nó rơi nó có nhiều khi họ giật mình, nó đứng lại, mình mới hiểu ra cái này. Cái đó tạm giật mình là giống như mình thắng lại.
đứng lại. À, cái để rơi đi sao nó rơi tự do, nó rơi cho đến khi nào có nhiều, nếu mà công đức nhiều quá thì một tiếng đồng hồ sẽ tới trung tâm chuyển hành rồi, còn công ít cả ngày trời luôn, nó rơi tùy theo cái lực đó, cái lực nhiều ít, nhiều nó rơi rất nhanh. Thành khi nào mà mình kể nó rơi, nó rơi giống như kiểu như mình ở trên trời rơi xuống, kể nó rơi tới đâu rơi. Khi nào mà cái dòng hào quang đó nó phá được cái dòng bảo vệ đó là tự nhiên mình thấy sáng rực luôn. À, nó có cái này là Phật nhãn bắt đầu mới nhìn thấy rõ ràng đó. À, thì Phật nhãn biết vừa rơi xuống trong tâm vận hành luân hồi, nơi cửa này là cái gì, là cái hải triều dương nó đẩy ra, cái điện từ dương nó đẩy ra, vừa rơi xuống đạp văng ra ngoài vậy, về Phật giới. Cái bằng nghĩa là cái lực mà giống như mà mình ra cửa biển á, vừa ra tới cửa biển thì tự nhiên nước nó cuốn văng mình ra ngoài đó. Thì chú ý tới cái chỗ này ha, công đức nhiều công đức ít gì nó cũng rơi được, nhưng mà nên là rơi chậm và rơi nhanh thôi. Còn cái chuyện mà trong cái kinh mà giải nhất từ thiện, cái đó nó thoát ra ngoài cái lực kiềm hãm của ông thần quản lý nghiệp mình đó, mới sử dụng cái đó được. Nhưng mà giờ tôi thấy á, bây giờ cái phần này nhiều người họ la nhiều quá sợ ông thần á, ông thần cũng biết cái bánh của mình sợ ông tha, ông giờ chịu nước công đức cho nhiều đi, ông không dám lại gần mình, ông làm sao ông nắm mình được, là vì cái lực mà cái công đức này là gọi là đức trọng quỷ thần sợ, gọi là ta gọi đức trọng quỷ thần kinh đó. Mình có công đức nhiều mấy ông thần dám lợi gần, nó vậy thôi, rồi mình gọi là tự tại chỗ này nè, chứ không phải là nói ngồi đó là tôi nói cái miệng tự tại mà ai nói gì cũng chửi lại, không phải. Tự tại là ông thần ông thả mình ra mình mới tự tại được, mới giải thoát được. Mà muốn giải thoát thì phải quyền ký của Đức Phật công bố ra cái này, chứ còn nếu mà ngày xưa không có công bố này xin lỗi, ngẫu gõ mỏ tụng đi, bởi mười mỏ trăm nó gõ không thoát ra được à, nên phải nhớ cho này. Thật ra nó rất quý, nếu mình hiểu được thì rất quý. Giờ tất cả đi các chùa không ai dám nói vậy thôi, mà chỉ nói cậu này lại gì vậy đó. Tôi nói rồi, anh vừa mở miệng ra là bị nhân quả rồi, giải thoát cái gì? Anh chéo cái giò anh ngồi thiền bị rồi, bị giải thoát cái gì? Phải hiểu được cái nguyên tắc này thì mới hiểu là thiền tông của đạo Phật chỉ đến nơi đến chốn của chỗ này. Bây giờ nên nhớ rằng tôi nói á, chùa thiền tông Tấn Diệu này mới dám nói chuyện này ra bên ngoài, là không chùa nào dám nói. Tôi nói thật, do anh tài ba, anh có quyền thế như thế nào không dám nói cái này. Tấm này nó rất tuyệt vời, thì anh liền mình thấy là ông Trần Nhân Tông cũng là vua, ông không dám nói đi, dám ở Hà Nội rồi nói đi, kinh thành Thăng Long nói nó đốt ngầu vua ông luôn chứ. Thì bây giờ nè, dám ở Sài Gòn nói không, nó đốt cái chùa nào ở Sài Gòn nói nó đốt, tại chùa nào hẻo lánh không ai biết, thì trốn ở trong này nói đó. Cứ mời hỏi chứ đi. Dạ kính bạch thầy, thầy cho con hỏi là lúc mà mình đang hắc hối đó thầy, thì mình có còn tỉnh táo để nhận ra những cái vấn đề đó không thầy? Xin thầy giải dùm con. Ta nói là mình có công đức rồi, hấp hối gì nó đau chuyện kể, nó la kể. Nhưng mà khi mà đi vào giấc ngủ ấy ra thì chỉ hai cái này thôi.